Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình cập nhật những thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý của các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Tâm điểm của chương trình hôm nay ngày 20 tháng 11 là: ba chị em cùng tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Khu phố 2 phường Phước Nguyên, khu phố đầu tiên đạt danh hiệu văn hóa tại thành phố Bà Rịa. Gieo chữ nơi đảo xa. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu đất và người hôm nay giới thiệu về ngôi nhà cổ nơi chứng kiến mối lương duyên giữa vua Thành Thái và thứ phi Trần Thị Lê tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, ghi nhận từ huyện Đất Đỏ sẽ mở đầu thông tin địa phương trưa nay. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đất Đỏ đã đến thăm tặng quà chúc mừng các nhà giáo đã nghỉ hưu tại thị trấn Phước Hải và thị trấn Đất Đỏ. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm 11 thầy cô giáo đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Phước Hải và thị trấn Đất Đỏ. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao tặng mỗi thầy cô giáo một phần quà trị giá 700.000 đồng. Những ghi nhận liên quan đến nghề giáo tại huyện Long Điền sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, nghề dạy học từ bao đời đều được coi là nghề cao quý. Để xứng đáng với vị thế này, bản thân các nhà giáo cũng phải nỗ lực rèn luyện không ngơi nghỉ cả tâm lẫn tâm. Minh chứng cho điều này là câu chuyện của ba chị em gái trong một gia đình tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Cả ba người đều chọn nghề trồng người và đều để lại cho học trò, đồng nghiệp nhiều thế hệ sự kính trọng. Chị Nguyễn Thị Lâm, giáo viên dạy lịch sử, địa lý và giáo dục công dân của trường trung học cơ sở Mạc Đỉnh Chi, xã Tam Phước, huyện Long Điền, nay đã bước sang tuổi 53. Nhưng nhiệt huyết với nghề, tâm huyết với trò vẫn vẹn nguyên như ngày đầu bước lên bục giảng. Cô luôn rất là tận tâm trong công việc giảng dạy của mình và luôn quan tâm đến tất cả học sinh, từ học sinh yếu cho đến học sinh giỏi. Điều ở cô Lâm mà em thấy quý trọng nhất đó là cái sự tận tâm trong việc giảng dạy của mình, luôn chuẩn bị bài rất là chu đáo trước khi đến lớp và luôn rất là thương yêu học sinh. Trong các thế hệ học trò của chị Lâm, nhiều người nay đã là giáo viên của trường trung học cơ sở Mạc Đỉnh Chi. Bởi những điều chị dạy với học trò không chỉ là kiến thức văn hóa xã hội mà còn là rèn giũa cách làm người. Học trò thường gọi chị là Má Lâm, lấy hình ảnh của chị làm mẫu cho quá trình hoàn thiện nhân cách và cả chọn nghề nghiệp. Tôi sẽ học được với cô rất là nhiều. Thứ nhất là cô truyền cho tôi một cái ngọn lửa đam mê. Cái thứ hai là một tình yêu thương đối với học trò. Và cái thứ ba, cô nói là làm giáo viên lịch sử thì phải chịu khó. Tại vì đây là một môn mà nó đòi hỏi chúng ta phải có tính kiên nhẫn đối với các học sinh. Đam mê với nghề, chị Lâm còn có hậu thuẫn vững chắc từ hai người chị gái trong gia đình. Là chị Nguyễn Thị Thu, cựu giáo viên văn trường trung học cơ sở Văn Lương, và chị Nguyễn Thị Hà, cựu giáo viên tiểu học Tam Phước, huyện Long Điền. Mình nghĩ học sinh giống như là con cháu mình, và chính xác là một người bạn để tâm sự. Nó cần chị chia sẻ, thì sẽ có một số học sinh nó cảm thấy là nó không có cái thiện cảm, và khi mà không có sự thiện cảm với giáo viên thì chắc chắn việc mà giáo viên mà truyền đạt kiến thức thì nó không thể nào lĩnh hội được. Cả ba chị em đều giống nhau ở niềm đam mê nghiệp trồng người, thế nên chuyện thường nhật lúc nào ở đâu cũng chỉ xoay quanh bọn trẻ học hành. Cô cũng đọc lại sách giáo khoa, xem giáo án cũ của mình, rồi cô cũng lên trường. Lên trường thì cô cũng có trò chuyện với các cô giáo hiện tại, rồi mình cũng tham khảo, tìm hiểu những cái thông qua các giáo viên trẻ bây giờ để mình nắm bắt những cái chương trình nó có sự thay đổi như thế nào. Nếu mà cô quay ngược lại, cô cũng là người giáo. Cô thấy là người giáo là người thanh cao, trong sạch. Như những người là người ta là người giáo, người ta thích là lúc nào cũng mẫu mực. Nhưng cô, nói chung là cô rất thương người giáo. Tại nhà cô thì nói chung là cũng quý những người giáo. Dành mọi tâm huyết cho việc dạy học, mọi vui buồn hạnh phúc đều xoay quanh học trò. Nên với ba chị em, nhà giáo Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Thị Lâm, niềm hạnh phúc lớn lao là học trò của mình khi lớn lên không thành danh cũng thành nhân.
quý vị, năm 1997, khu phố 2 phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa được công nhận khu phố văn hóa. Đây cũng là khu phố đầu tiên trong 55 khu phố ấp tại thành phố Bà Rịa đạt danh hiệu văn hóa. Không chỉ giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, trong suốt 20 năm qua, khu phố 2 còn là điển hình tiêu biểu trong xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Hơn 20 năm trước, đời sống của người dân khu vực khu phố 2 phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa còn nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi nhỏ nên thu nhập bấp bênh. Hộ nghèo của khu phố lúc đó chiếm đến gần 17%. Xác định việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân là nền tảng trong xây dựng đời sống văn hóa. Từ năm 1995, cấp ủy chính quyền khu phố đã vận động các hộ khá giúp đỡ hộ nghèo về vốn, kinh nghiệm làm ăn, tạo điều kiện tín chấp cho người dân vay vốn sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của phường chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao ý thức tự lực, tự cường của người dân trong phát triển kinh tế. Chỉ sau 2 năm, số hộ nghèo của khu phố còn 28 hộ, giảm gần 42% so với năm 1995. Tiếp tục cải thiện nâng cao cuộc sống người dân thông qua hỗ trợ vay vốn, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ neo đơn. Đến nay số hộ nghèo của khu phố càng kéo giảm, chỉ còn 6 hộ nghèo xét theo tiêu chí đa chiều, chiếm tỷ lệ 1,35% hộ dân trên địa bàn. Khi cuộc sống được cải thiện, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Trong đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa được người dân hưởng ứng hơn cả. Đến cuối năm 1997, tỷ lệ gia đình văn hóa của khu phố đạt hơn 98%, đưa khu phố 2 phường Phước Nguyên trở thành khu phố đầu tiên tại thành phố Bà Rịa được công nhận là khu phố văn hóa. Hiện trên 98,6% hộ đạt gia đình văn hóa văn minh. Địa phương mình thì rất là tốt, rất là quan tâm, rất là nhiệt tình, thật sự luôn, rất là giúp đỡ, quan tâm những người mà nghèo, chẳng hạn như không có vốn hoặc là gặp những gì khó khăn đó, rồi để mà trao đổi cho mình, để cái tiếp cận, để trao đổi để mình đưa mình lên, nó rất là quan tâm từ phường cho tới phố luôn. Thì là mình ở được trong cái mái ấm này thì mình cảm thấy rằng mình rất là sung sướng, tại vì mình được có mái nhà, nó che nắng, che mưa được cho thì mình cảm thấy là rất là vui mừng, mà cũng cảm ơn được chính quyền vậy xã hội cũng quan tâm cho mình, cái đời sống của mình, đến lúc mình tuổi già, về già thì mình được có mái ấm như vậy. Hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn hóa văn minh, từ năm 2010 đến nay, khu phố 2 phường Phước Nguyên đã vận động người dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng bê tông hóa 22 tuyến đường hẻm trong khu phố, vận động 100% hộ gia đình đăng ký bảo vệ môi trường, đổ rác đúng quy định. Hàng tháng, chi hội phụ nữ khu phố còn vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát hoang bụi rậm, tạo môi trường xanh, sạch đẹp cho khu phố. Thực hiện được cái nhiệm vụ của mình trong việc mà duy trì giữ vững cái danh hiệu mà khu phố văn hóa trên 20 năm thì phải nói là đầu tiên là có được sự quan tâm của cấp ủy chi bộ, thường xuyên quan tâm tới các cái hoạt động của khu phố. Việc mà thực hiện nó mang lại cái quyền lợi thiết thực cho người dân, do vậy là khi mà triển khai thì được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chúng tôi sẽ phải nâng cao một bước nữa về cái nhận thức của người dân. Và ngoài cái việc nhận thức của người dân rồi thì nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo đó, nhiệt huyết với công việc của mình đó, thì mình mang hết cái khả năng sức của mình tuyên truyền vận động nhân dân quan tâm đến nhiều đến cái đời sống của nhân dân hơn. Khu phố 2 phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đang tiếp tục thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tiếp theo là thông tin ghi nhận tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các sự cố nguy cấp cho cán bộ nhân viên cảng hàng không Côn Đảo, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị và lực lượng có trách nhiệm trên địa bàn huyện, cảng hàng không huyện Côn Đảo vừa tổ chức diễn tập khẩn nguy hàng không năm 2018. Hơn 120 cán bộ chiến sĩ và nhân viên cảng hàng không Côn Đảo, công an huyện và trung tâm quân dân y huyện đã tham gia diễn tập khẩn nguy hàng không năm 2018. Tình huống giả định của buổi diễn tập là chuyến bay từ Côn Đảo đi Cần Thơ bị sự cố kỹ thuật, không thể thực hiện nên hãng hàng không đã quyết định thông báo hủy hai chuyến bay. Bức xúc vì bị hủy chuyến bay nên hành khách đã mâu thuẫn, xô xát với nhân viên hãng hàng không. Ngay sau đó, lực lượng tại chỗ của cảng hàng không Côn Đảo đã vào cuộc, đồng thời thông báo với công an huyện và trung tâm quân dân y huyện đến hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các lực lượng, tình huống mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn của cảng hàng không Côn Đảo đã nhanh chóng được xử lý. Chúng tôi, cán bộ chiến sĩ đã tham gia với tất cả những tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác huấn luyện, vừa là diễn tập để
thực hiện cái công tác chuyên môn mà vừa để tạo được cái tính chủ động khi có tình huống thực tế xảy ra trên địa bàn. Thì diễn tập hôm nay đã một phần đáp ứng được cái yêu cầu đó và cũng đã thành công tốt đẹp. Thì các đơn vị đã có cố gắng rất là lớn trong cái sắp xếp thời gian để tổ chức cái diễn tập lần này. Qua diễn tập thì nó sẽ giúp cho các đơn vị, không chỉ lực lượng an ninh hàng không mà tất cả các lực lượng trong cái ban khẩn nguy thống nhất huyện Côn Đảo có được những các cái bài học kinh nghiệm để đưa vào các cái phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Hình ảnh đẹp về những nhà giáo tại huyện Côn Đảo sẽ khép lại phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển. Thưa quý vị, bằng lòng yêu nghề và nhiệt huyết với công việc, đã có nhiều giáo viên dành cả tuổi thanh xuân của mình để gieo hạt mầm tri thức trong nhiều thế hệ học sinh nơi đảo xa. Cô Lê Thị Lâm Tuyền và Trương Thị Khuyên, trường tiểu học Cao Văn Ngọc là hai trong số những giáo viên như thế. Chị Lê Thị Lâm Tuyền đã có gần 30 năm gắn bó với trường tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo. Luôn trăn trở phải làm sao để học sinh của mình mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Phương pháp giảng dạy của chị Tuyền cũng luôn đổi mới, phù hợp với từng đối tượng và chủ đề bài học. Chị cũng rất biết cách kết hợp hài hòa giữa kiến thức trong sách giáo khoa với các thiết bị dạy học trực quan, các trò chơi thường nhật phù hợp với trẻ nhỏ, để các em hứng thú và ghi nhớ bài học tốt hơn. Nhiều năm liền, nhà giáo Lê Thị Lâm Tuyền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tỉnh. Rất nhiều học sinh do cô dìu dắt đã đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh, Olympic toán các cấp. Ngày xưa thì nói chung là giáo viên có rất nhiều khó khăn, mà bây giờ hiện nay thì chỉ thấy là có rất nhiều cái thuận lợi cho giáo viên. Đối với cái mô hình truyền thống á, thì nó cũng có những cái hay riêng nhất định. Còn về cái mô hình trường học mới á, thì chị cũng thấy có một cái hay riêng của nó. Bản thân chị là chị sẽ kết hợp những cái hay nhất của giữa phương pháp này và phương pháp kia. Ngoài truyền thụ cho các em thì cho các em chia sẻ, các em được tự do nói cái ý kiến của mình. Sau đó là các giáo viên chốt lại và hướng dẫn thêm cho các em, thì chị thấy có một cái kết quả nó khả quan và tốt đẹp hơn. Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, nhưng chị Trương Thị Khuyên lại chọn Côn Đảo lập nghiệp. Gần 15 năm trước, cô Khuyên đến giảng dạy tại trường tiểu học Cao Văn Ngọc. Cuộc sống trên đảo thời đó vô vàn khó khăn, thiếu thốn, vẫn không làm nản chí cô giáo trẻ. Những cái thầy cô giáo khác như cấp 2, cấp 3 thì người ta dạy là mỗi một thầy cô là chỉ có một môn. Nhưng mà mình dạy ở lớp 1 thì là mình dạy tất cả các môn. Thì từ đó mình thấy mình là một người giống như kiểu là tổng một thầy cô tổng thể vậy đó. Xong tự nhiên mình cảm thấy là mình yêu các em hơn. Vào lớp thì các em nó có những cái nét ngây thơ ngộ nghĩnh. Rồi cái nghề nó như vậy, rồi mình cảm thấy mình yêu, rồi gắn bó với nghề. Gần 15 năm gắn bó với trường Cao Văn Ngọc, chị Khuyên luôn được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phụ trách giảng dạy khối lớp 1. Khối lớp đòi hỏi người giáo viên phải có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm phù hợp và đặc biệt phải có tình yêu trẻ vô bờ. Với những nỗ lực của mình, nhiều năm liền chị Trương Thị Khuyên luôn đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Cô là nhiệt tình, là tâm huyết và là không quản cái thời gian. Là các cô là với cái tấm lòng của cô là tận tụy với học sinh, rồi trang trí các lớp học và giáo dục các cháu làm sao mà tốt nhất. Cho nên là cô Khuyên và cô Tiền đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được bằng khen của tỉnh. Bằng tình yêu và trách nhiệm với sự nghiệp trồng người, nhà giáo Lê Thị Lâm Tuyền, Trương Thị Khuyên cũng như nhiều thầy cô giáo huyện Côn Đảo đang ngày ngày cần mẫn ươm mầm cho các thế hệ học sinh, những người chủ tương lai nơi Côn Đảo thiêng liêng. Thưa quý vị, ở huyện Đất Đỏ có một ngôi nhà cổ mà theo lời kể của những thành viên trong gia đình, ngôi nhà này đã có tuổi đời gần 200 năm tuổi. Ngoài việc lưu giữ những dấu tích cổ xưa, ngôi nhà còn là nơi chứng kiến mối lương duyên của vua Thành Thái và cô thôn nữ Trần Thị Đê. Trải qua bao biến thiên của thời gian, ngôi nhà vẫn được các thế hệ con cháu nối tiếp nhau gìn giữ nguyên vẹn. Đặc biệt nơi đây giờ đã trở thành điểm tìm hiểu dấu tích lịch sử của các nhà nghiên cứu văn hóa và là điểm tham quan quen thuộc của du khách thập phương.
Bà Rịa Vũng Tàu rất vào người hôm nay sẽ chuyển đến quý vị câu chuyện về ngôi nhà cũ này. Ngôi nhà cổ gắn liền với mối lương duyên thường dân hoàng tộc tại Huy Đất Đỏ là ngôi nhà số 111, khu phố Tường Thành, thị trấn Đất Đỏ, Huy Đất Đỏ, do ông Trần Văn Hổ sở hữu. Dân gian lưu truyền, hơn một thế kỷ trước, tại ngôi nhà này có một người con gái vô cùng xinh đẹp, tên Trần Thị Đê. Không chỉ xinh đẹp, cô Đê còn nổi tiếng cưỡi ngựa, bắn cung giỏi, đến cả nam nhi cũng không sánh được. Xinh đẹp, giỏi giang là vậy, nhưng đến hơn 20 tuổi, khi bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất, thì cô Đê vẫn chưa rời xa mẹ cha. Và như duyên tiền định, đến thời điểm cựu hoàng Thành Thái bị Pháp đưa về giam lỏng ở Vũng Tàu, trong những lần về vùng đất đỏ xem đua ngựa, cô Đê được cựu hoàng chấm chọn. Năm 2011, khi tỉnh lộ 52 được mở rộng, ngôi nhà xưa nơi cô Đê sinh ra, lớn lên, được di dời và phục chế lại theo nguyên gốc. Đây là quyết tâm của gia tộc họ Trần, nhằm nhắc nhở con cháu luôn hướng về nguồn cội. Gìn giữ ngôi nhà xưa trọn vẹn với họ Trần cũng là niềm hãnh diện về mối lương duyên của một người con trong gia tộc với cựu hoàng Thành Thái. Nghe kể, chính hoàng hậu cùng một bà phi và các thành viên trong hoàng tộc đã đến tận ngôi nhà này đón dâu. Dân khắp vùng kéo đến xem, đồng kính. Họ chen nhau làm đổ cả bờ dậu ngôi nhà. Do nhiều biến cố, thứ phi Trần Thị Đê cùng con cháu không được ghi tên trong gia phả hoàng tộc. Chuyện thứ phi Trần Thị Đê vì vậy mãi mãi chỉ là câu chuyện lưu truyền dân gian, gắn liền với một ngôi nhà xưa, nơi có người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Ngôi nhà tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 1.000 m², với khu nhà chính có 3 gian và một gian phụ. Khung nhà hoàn toàn bằng gỗ, có kết cấu kèo cột ở giữa, theo kiểu nóc nhà khu vực miền Trung. Hàng cột trong nhà đều được trang trí hoa văn trên đầu cột, các đầu kèo, đầu đòn và ngay trong các ngóc cách đều chạm khắc rất kỳ công. Mái nhà được lợp bằng ngói đất nung. Nội thất của gian chính được trang hoàng lộng lẫy bằng các hoành phi câu đối, các bao lam chạm khắc. Tủ thờ, bàn thờ, lục bình đều cổ xưa, được cẩn sợi cừ rất công phu, tạo nên không gian thờ phụng tổ tiên tôn nghiêm. Sở dĩ ngôi nhà còn tồn tại, ngoài ý thức, tình cảm, tâm huyết gìn giữ của chính gia chủ, mà còn vì ngôi nhà được xây dựng bằng các loại gỗ quý, bền chắc như lim, căm xe, xà cừ, gián hương. Dù ngôi nhà cổ này hiện nay chỉ là một công trình do cá nhân sở hữu, song rõ ràng ngoài việc vẫn còn lưu giữ những dấu tích cổ xưa, ngôi nhà còn là một tác phẩm kiến trúc độc đáo, mang tính nghệ thuật, cần được bảo tồn và lưu giữ. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu đất và người giới thiệu về ngôi nhà cổ chứng kiến mối lương duyên giữa phu Thành Thái và thứ phi Trần Thị Đê đã khép lại chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:00, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.